Hoàng Chí xin chào anh em nè. Hôm nay mình giới thiệu cái xe NVX màu camo của anh khách ở Thủ Đức. Bản chất của mình làm vài món độc lạ ha. Đầu tiên là giới thiệu cái bật gác chân cho anh em xem nha. À, Cường. Nói tắt cái máy cái Cường, để nó quay cái Cường. Rồi, đầu tiên mình giới thiệu cái món đồ chơi mà shop hay làm cho anh em để chở người yêu hay là chở bà xã rồi ha. Món đồ chơi là bật gác chân. Bình thường là mình hay lên xe mình phải xoay người lại mình mở gác chân ra. Bây giờ mình thiết kế cho cái nút bấm để lên xe mình mở công tắc xong rồi mình bấm cái này tự động bật luôn. Rồi cái công tắc được thiết kế đây. Mình muốn sử dụng là mình phải mở máy lên nha. Còn tắt máy rồi là không có sử dụng được cái nút này. Để tránh trường hợp ai đó lại phá hay là quậy phá cái này của mình. Phải bật công tắc lên mới sử dụng được. Rồi bây giờ mình làm thử cho các bạn xem nha. Rồi bấm đi Cực. Đó, đóng vô. Bạn thấy không? Bấm nút là nó mở ra ha. Rất là nhẹ nhàng luôn. Mình khỏi cần phải xoay người ra. Tôm, khoan, anh đang quay clip. Rồi, bấm lại cái Cường. Đó, mình lên xe là mình chỉ cần mở máy rồi mình bấm nút cái là hai đầu bật các chân này nó bật ra nè. Nên quay luôn hai bên nha. Đóng cái gác chân bên đây vô cái. Rồi, bấm nút. Đó, đóng hai bên luôn, Hiếu. Rồi, bấm lại cái nữa đi. Đó, các bạn chỉ cần lên xe bấm nút là hai cái đầu gác chân nó bật ra vậy nè. Quay cận cảnh nha. Đó. Rồi, cuộc sống dễ dàng ha. Đó là món đồ chơi thứ nhất. Rồi, món thứ hai á, là cái đèn cốp, cái đèn để trong thùng xe nè. Đó, anh em nào mà hay đi chơi về khuya mà muốn lấy đồ trong cốp xe ra á, thì chế cái này rất là hay ha. À, khi mình đóng yên xuống nè, đóng xuống như gần xuống hết cái yên á là nó đèn nó tắt nè. Giờ mình mở lên nè, nó sáng nè, thấy không? Đóng xuống, tắt. Mở lên, sáng. Đó, đó là mình đóng xuống thì đèn nó tắt, nó tiết kiệm như điện cho mình ha, nó không có hao bình. Đó. Thì đó, giờ mình đi chơi về tới nhà, ví dụ như mình không muốn mở đèn nhà lên thì mình muốn lấy đồ trong cốp xe ra thì mình chỉ cần mở yên lên là đèn nó sáng nè. Cái đèn rất là sáng nha các bạn. Đó, rất là tiện dụng. Rồi, cái này cũng được chế tại Hoàng Chí Shop luôn ha. Còn gì nữa ta? Bác xin. Rồi, tới là bác xin cảm ứng nha. Chút xíu, hẹn chút xíu. Thì đang quay. Cảm ứng đèn đặt ở đâu? Rồi, cảm ứng đèn. Cảm ứng đèn bác xin ở đây ha. Ở đây mình thiết kế cái cảm ứng ngay phần nhựa này nè. Do cái xe này là xe của hãng Yamaha nên không có thay thế cái nút này được, giống như mấy chiếc Winner hay là Honda AB hay là xe, những dòng xe của Honda nó hay có cái nút này ở đây. Nó không có cái nút vaccine đó, mình thay thế nó dễ dàng hơn. Còn Yamaha thì không có, mình không thể thay cái nút Honda ở đây. Thì mình chế cái cảm ứng vaccine ở đây để mình khỏi còn phải phát lỗ gắn công tắc thì nó mất thẩm mỹ. Mình chế cái cảm biến nhựa ở đây thì nhìn nó độc đáo hơn mà nó giữ zin được cái xe nữa. Đây, anh thấy là tay mình chạm vô nè, đèn nó nháy nè, thấy không? Đó. Các bạn chạm nhanh thì nó sẽ nháy nhanh nè. Cái đèn này nó có tính năng là khi các bạn đi trên đường, các bạn muốn xin đường á, mình chạm tay vô đây nè, đó thì xe đi đối diện sẽ biết mình chuẩn bị rẽ sang hướng khác ha. Mình xin đường để mình dễ dàng mình chuyển sang hướng khác. Rồi, đó là ba món đồ chơi được độ cho cái xe NVX này. Thì cái xe này mình cũng nhắc lại là ở An Khách ở quận Thủ Đức ha. Đúng. Cái này là đèn L4 ha. Hồi nãy mình mới vừa làm là từ cái đèn L4 này nó phát ra các bạn. Làm lại cái Cường, bấm cái nút vaccine cái. Đó. Nè các bạn thấy nè.
đó, cái tay mình chạm vô cái miếng nhựa trên xe á là đèn nó sẽ nhấp nháy. Còn nếu mà các bạn muốn mở đèn luôn thì các bạn bấm cái nút công tắc led được thiết kế ở đây, rồi bấm tắt mở đi. Rồi ok, rồi cảm ơn anh nha.